Famikit vị sô-cô-la, uống ngon chóng lớn. À, chúng ta đã biết tới Nam Anh với những vai diễn rất là khác nhau. Từ một người thầy giáo này, rồi vai diễn Son Goku này, rồi ngày hôm nay lại trở thành một ảo thuật gia. Nó là tuyệt vời. Phải nói là chặng đường bước nhảy Hoàng Vũ Nhí là một cơ hội để các bé của chúng ta có thể thể hiện rất là nhiều những thế mạnh của mình. Và với mỗi một tiết mục thì không chỉ có sự nỗ lực của các bé mà còn là sự tận tâm của các huấn luyện viên để đem đến những tiết mục tuyệt vời như vậy. Chú Trung, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với một cô bé. Bây giờ cô Tả nha, cô Tả để xem chú Trung với lại các bạn biết không nha. Cô bé này súng răng. Biết luôn, đây là cô bé Minh Châu. Và cô bé này sẽ mang tới cho chúng ta một câu chuyện của một đất nước với nền văn hóa cổ đại và cực kỳ huyền bí. Đó chính là Ai Cập. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Minh Châu. Yo, what's up? Bước nhảy Hoàng Vũ Nhí 2015, Disney nữ hoàng Minh Châu. Famikit mới. Pha Tân Mimi. Bổ sung canxi DHA với vị sô cô la thơm ngon cho bé khỏe mạnh, chóng lớn. Để cùng khám phá thế giới huyền diệu của Pha và Mimi. Famikit vị sô cô la, uống ngon chóng lớn. Xin cảm ơn các thầy tư tế. Xin cảm ơn những vũ công đóng vai người hầu. May quá không có cái xác ướp nào ở trên sân khấu. Xin chào Pharaoh, mời Pharaoh đứng ra đây. Sao lại Pharaoh? Thì Pharaoh là vua của Ai Cập đấy. Chú Trung làm sao thế? Nhìn lại này, nhìn cho kỹ, người ta là nữ hoàng Ai Cập. Quên, Pharaoh là đàn ông. Rồi, chú nhầm. Xin chào nữ hoàng Ai Cập. Nữ hoàng Ai Cập chắc chắn là trong chiều dài lịch sử của Ai Cập là chưa có nữ hoàng nào mà sún răng như thế này. Rồi, bây giờ thì... Và chưa có nữ hoàng nào mà nhảy nhiều như thế này đúng không ạ? Xin mời Thủy Tiên và Lâm Vinh Hải. Châu ơi, thì... Thật sự tới hôm nay thì như mọi người, tất cả các huấn luyện viên và mọi người luôn là đều nghĩ đêm nay không còn là đêm thi nữa. Và hôm nay chỉ là một đêm để mà các con thể hiện tất cả các tài năng của mình, trình diễn những tiết mục thực xuất sắc. Thì về bài của con thì thầy chỉ có hai từ để nói thôi: tuyệt vời. Chúc mừng con. Còn cô thì thực sự mà nói là cô, đối với con, cô phải dùng cái từ gọi là không thể tin nổi. Bởi vì cái ý tưởng bài cho con từ từ
đầu tuần cho đến tới tối thứ tư cô với thầy mới phải thay đổi là một lần nữa và thay đổi hoàn toàn ý tưởng luôn. Và con chỉ có 2 ngày để tập luyện và lên sóng. Và thực sự nếu là cô chắc chắn là cô sẽ không làm được điều đó. Và trước khi lên sóng thì cô còn nghĩ trong lòng là nếu như mà hôm nay con không hoàn thành tốt được bài thi, đó là lỗi của cô và thầy chứ không phải lỗi của con. Và chỉ trong vòng 2 ngày mà hôm nay con lên và hoàn hảo từng động tác, cô thực sự là cô rất là nể con luôn. Và cô không biết dùng từ nào để diễn tả. Ở con có một cái tố chất gọi là tố chất ngôi sao. Khi con lên sân khấu con rất là tỏa sáng, mặc dù là lúc như chú Hải từng nói là lúc mà con tập thì cô rất là lo và thầy cũng rất là lo, nhưng mà chỉ cần bước lên sân khấu mà đúng cái lúc mà quyết định thì hầu như con gạt bỏ hết tất cả mọi cái lo của cô và thầy, và cô và thầy rất là hãnh diện về con. Vâng, xin chúc mừng Minh Châu với một phần trình diễn tuyệt vời. Đấy, tuần trước chú đã nói là con có tố chất ngôi sao đó, thấy chưa? Cô Ốc là thích con lắm, lên sân khấu là mình phải quên hết mọi thứ, mình phải máu lửa như vậy thì tiết mục của mình mới đặc sắc được. Rồi, nếu như quý vị khán giả cũng yêu thích và quý mến bé Minh Châu thì chúng ta sẽ cùng nhắn tin để ủng hộ tinh thần cho Minh Châu để bạn ấy có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vô địch nha. Và mã số của Minh Châu là 17, tổng đài của chúng ta là 7257. Cảm ơn con, chúng ta gặp lại nhau ở cuối chương trình.